mưa lũ sạt lở đất khiến đập thủy lợi Đắc Nơ Tinh, xã Quảng Sơn, huyện Đắc Long, Đắc Đông có sức chứa hơn 1,2 triệu mét khối nước có nguy cơ vỡ. Trước tình hình đó hiện nay, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông đang xả nước hết công suất để bảo đảm an toàn cho công trình này, tránh nguy cơ bị vỡ đập. Hiện nay đơn vị chức năng đang xả hết công suất mực nước hồ thủy lợi Đắc Nơ Tinh. Tuy nhiên, mực nước xả đi và lượng nước đổ về hồ thủy lợi gần như tương nhau nên là lượng nước trong hồ thủy lợi Đắk Tinh vẫn đang rất lớn, ước tính hơn 2,1 triệu mét khối nước. Việc xả nước với công suất tối đa không làm ảnh hưởng đến vùng hạ lưu, chỉ có sự cố vỡ đập mới làm ảnh hưởng đến khu vực này. Theo lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Đắk Long, hiện 34 hộ dân với 175 nhân khẩu ở vùng hạ lưu đã được di rời đến nơi an toàn và ổn định. Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị Đắk Nông cân nhắc triển khai sớm các giải pháp để bảo đảm an toàn đập cũng như xây dựng kỹ các kịch bản ứng phó trong tình huống vỡ đập, đề nghị triển khai sớm các nội dung này trong vòng 15 ngày vì đây là việc phải làm ngay. Được biết, lượng mưa trong tháng 7 vừa qua của Đắk Nông cao gần gấp đôi so cùng kỳ năm 2012 và gấp khoảng 1,5 lần so với cùng kỳ năm 2021